Không vừa ý với hành động của khách, một tài xế taxi đã dùng cây đánh người này trọng thương. Với hành vi này, tài xế taxi vừa bị công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 30 tháng 9 khi anh Huỳnh Văn Bảy, ngụ thành phố Rạch Giá, cùng một số người bạn đón xe taxi do Được điều khiển đi từ thị trấn An Thới đến khu du lịch Bãi Khem, huyện Phú Quốc. Khi xe đi được một đoạn, do có hơi men trong người nên anh Bảy tự ý dùng tay bóp kèn và sờ mó một số đồ trên xe. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Được dừng xe đuổi các vị khách này xuống đường, rồi điện thoại rủ thêm hai người bạn đến để đánh anh Bảy. Thấy Được và người lạ đuổi theo, anh Bảy và nhóm bạn bỏ chạy. Do say rượu chạy không kịp nên Bảy đã bị Được dùng cây đánh gãy chân. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật mà Được gây ra cho Bảy là 32%.